cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn hai ván cờ rất hay, đỉnh cao của làng cờ tướng Trung Quốc, đánh trong giải cờ tướng Sở Hà Hàn Giới năm 2016 và giải đấu Sở Hà Hàn Giới năm 2018, đều là hai ván cờ đỉnh cao. Với số tiền thưởng rất lớn dành cho người thắng cuộc, khoảng 3,5 tỷ đồng tiền Việt dành cho người thắng cuộc, xin kính mời các bạn cùng đón xem. Trong ván cờ đầu tiên, Sở Hà Hàn Giới năm 2016, bên đỏ đi tiên là tiểu cử nhân Tạ Tĩnh và người cầm bên đen là danh thủ Trịnh Như Đồng. Chứ Chứ
吃。 将军。 吃。 吃。 将军。 吃。 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 将军。 吃。 将军。 吃。 吃。 Và tiếp theo sau phần cơ bình xe chạy qua đường 8 đến từ bến đen của Trịnh Tú Hiệp thì bên tiên của tiểu nhân Tả Tĩnh đã buông cờ xin thua trong hình cờ tàn trên. Khi các bạn thấy ngay bến đen vừa đe dọa phần cờ xe bắt pháo, vừa đe dọa phần cờ cho tiến xe chủ tướng và bác sĩ của bên đỏ. Sau đây xin kính mời các bạn cùng xem tiếp phần cờ thứ hai trong video ngày hôm nay. Trận đánh tại Sở Hà Hàn Giới năm 2018, bên đỏ đi tiên là ngoại tinh lên khách vương thứ nhất, bến đen là danh tướng Từ Siêu của Giang Tô. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.
吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 将军 吃 将军 吃 吃
将军。吃。将军。将军。Và tiếp theo sau phần cờ thoái pháo về rất đẳng cấp để bắt xe đến từ bên tiên thì bên đen lại bung cờ xin thua. Các bạn thấy ngay đánh tiếp không thể nhấc bình 5 bởi như vậy là mất xe và thua nhanh. Còn trong bối cảnh mà bên đen của Từ Siêu anh cho bình sẽ bắt pháo thì sao? Khi đó bị hở được, bên đỏ lập tức có thời cơ vương trò thoái xe về ngay, đe dọa phần các bình xe của đội tứ để chiếu sát một hình cơ mà bên đen nhìn thấy trước, tuy nhiên không tránh khỏi sát cơ. Như vậy kênh cửa tứ tinh hoa vừa gửi tới các bạn hai ván đấu trên. Hai chiến thắng dành cho danh thủ Trịnh Huy Đông và danh thủ Vương Thiết. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục like, đăng ký, đón chào những chương trình mới của kênh trong thời gian tới đây.